Xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay là buổi thứ 6 của lớp học YouTube của Khương Dừa bà con cô bác, và còn hai buổi nữa là kết thúc. Dạ, Khương Dừa cũng đã chia sẻ đến các bạn coi như là từ A tới Z rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là ngày mai các bạn phải dành thời gian để các bạn quay một cái clip, rồi các bạn đăng tải lên kênh, rồi Khương Dừa sẽ góp ý chỉnh sửa. Từ đó thì các bạn sẽ rút kinh nghiệm để các bạn sau này các bạn sẽ làm clip. Dạ, thì trong cái lớp học này thì Khương Dừa cũng ngoài chia sẻ kiến thức đến các bạn thì Khương Dừa cũng có dành tặng cho các bạn những cái món quà để các bạn tác nghiệp đó quý khán giả. Dạ, đây rồi bây giờ lớp mình lên đi. Khương Dừa soạn ra Khương Dừa tặng ha, tại vì mà nhiều khi á, mọi người cũng muốn mua những cái thiết bị quay giống như Khương Dừa mà mọi người không biết quay mua ở đâu á, cho nên là Khương Dừa mua luôn, Khương Dừa tặng các bạn. Đây là một cái cây để gắn vô cái máy để mình quay với bà con cô bác. Dạ, cái này thì dễ, vô tiệm điện thoại mua thì có ha. Dạ, còn này là cái bộ mic. Cái bộ mic này thì để thu âm. Dạ, nhưng mà cái bộ mic này thì nó chỉ gắn thu âm có một người, một đầu thu và một cái đầu thu gắn vô điện thoại, còn một cái đầu thu để mình kẹp lên cái nhân vật để mình thu, hoặc là người đó dẫn kênh cái mình thu luôn. Với lại Khương Dừa có tặng thêm mấy cái áo nữa, cái áo trà sữa để mấy anh chị mặc để làm kỷ niệm. Nhưng mà cái giờ không biết xay sao ta, à em phát xay hả? Dạ rồi. Rồi các bạn học online thì mình sẽ nhận quà sau nha. Rồi giờ mình ưu tiên cho phụ nữ có thai trước đi. Hai thằng có thai không phải lên em có thai à? Em nhận trước để em về trước. Để sao mấy bạn ghẹo em là sao mà đi làm cứ về 3 rưỡi hả, có thai hay sao mà xin về 3 rưỡi vậy? Dạ, có thai sản mà về trước phải không? Cái này biết xài phải không? Cái này gắn vô điện thoại biết không? Dạ biết thầy. Em xài Android phải không? Cái này Android phải không? Đây. Đưa tặng áo thôi ha, về nhớ mua quần mặc nha, chứ thôi tự về thôi, tặng áo mặc áo không mặc quần kỳ lắm à. Dạ. Ừ, tặng áo size gì? Đây. Hai cái hả? Một cái hả? À, chết màu không đủ áo cho nên tặng cái mặc làm kỷ niệm. Rồi. Nhớ giữ làm kỷ niệm nha, nhớ ráng làm tốt nha, nhớ làm bài tập tốt với cái đã, làm bài tập chốt đi rồi anh góp ý anh chỉnh sửa sau, rồi sau này cái kênh thì nó chưa biết thế nào. Rồi ok, Tuấn ở xa lắm nha bà con cô bác, ở tới tận miền Đông lần á. Rồi tới bạn tiếp theo, mấy bạn ở xa xa nè lên nhận trước mình tranh thủ về nè, mình lên chụp hình luôn không kỷ niệm. Rồi chị Yến, xài điện thoại gì chị Yến? Samsung à? Android. Android. Đây áo. Dạ. Giờ nó đầu nó đều giống nhau vậy mà. Dạ, cái đầu anh khác nữa hả? Samsung thì giống hết, còn nếu mà Oppo hay Xiaomi thì nó sẽ khác nhau. Thì mình lấy ra thử coi, lấy ra thử luôn coi. Đây đây chị, cảm ơn chị. Sao trắng đen này sao? Đây mượn ra. Cái này nó hơi to. Cái này không phải Samsung anh? Dạ Xiaomi. À, một hãng điện thoại khác hả? Để nhìn này là biết à, này được. Ờ. Nói chung mọi người nhắn em là em đã lựa cái chu cho nó đúng. Rồi ok. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ anh lấy luôn ha. Xiaomi. Cái này là mọi người là về sử dụng mọi người phải... Ủa, bỏ vô chưa? Bỏ cái đó vô chưa, cái đuôi. À, bỏ vô đen để làm. Mọi người nhớ test đồ kỹ nha để thu không có tiếng. Áo thì size gì anh? M M chắc là cái M không mặc vừa đâu anh, hay là lấy cho con. Tại bữa anh mặc body nên là tầm size L là vừa rồi ạ. À, M nhỏ lắm. Em mở mặt còn không vừa nữa không? Dạ rồi. Rồi nhớ làm bài tập nha anh. Dạ. Tiếp đi ạ. Xây điểm quà bằng ngà. Buồn ngủ lắm rồi. Dạ cảm ơn anh ơi. Anh xài điện thoại gì ạ? iPhone ạ. iPhone. Dạ, anh mới mua một cái iPhone 11. Vậy hả? Xong thì chỉ còn 20.000 trong túi thôi. Ồ đầu tư như vậy. Áo xe gì em? Dạ không biết. Tại vì mua đồ chợ. Chắc size M quá. Cái gầy thì bảo mặc size M ạ. Cái này có nhiều màu giống nhau, có nhiều kiểu giống nhau, mai ai mặc trùng nhiều khi là mặc áo cặp đó nha. Dạ vậy bữa thứ bảy đi. Ủa thơ chủ nhật đi. Căng quá. Làm căng quá, thức tỉnh. Em xài Samsung phải không? Samsung. Này. Ủa rồi lát rồi có người lấy sai tùm lum rồi sao? Rồi lát báo sai hả? Nhưng có lấy lộn sai chết luôn á. Rồi. Chúc em làm bài tập tốt nha. Em gửi vào nhóm nha. Rồi, gửi này bạn. Đây nhìn vào máy này. Ok. Giờ hơi buồn ngủ một xíu. Chị Thủy. Tiếp ạ. Chị Thủy xài Samsung, chị Thủy xài Samsung. Dạ dạ. Cô Thủy xài Samsung không ạ? Dạ đúng rồi. Này. Dạ, chị mặc áo xem mờ đi ha. Anh là. Dạ rồi. Làm bài tập tốt nha chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ để mình có tay cầm rồi đó. Mình có cái đầu thu luôn rồi đó. Về là mình tác nghiệp được rồi đó. Mình quay clip gia đình để mình đăng lên để mình làm kỷ niệm. Dạ. Đứng sắc thế trong mình. Dạ rồi, 2 3. Ok. Cảm ơn chị. Dạ rồi mình cứ lên liên tục đi mọi người ơi. Anh Tuấn có chụp hình lại với em không? Rồi cảm thấy bật luôn đúng rồi. Để chưa chụp ha. Dạ. Dơ cao Việt lên. Dơ cao lên xíu em chụp. Dơ cao Việt lên. Cười lên thì như phát cắt rồi anh Tuấn. Cười lên anh. Căng quá Tuấn ơi. Thiệt anh căng em. Anh căng em còn căng anh. Tiếp tục à. Là anh Tân không anh Tân. Dạ đây. Tân à. Đây xây áo. Xin lời. Rồi. Cảm ơn mấy trái mít của anh nha. Rồi cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn. Làm xong rồi, ấy xong rồi mỗi mai mọi người làm không làm bài tập thôi. Rồi. Đi Tuyết, em đi Tuyết. iPhone. Đây cho em màu hồng luôn xem lời nha. Các bạn Tuyết thì rất là thích làm YouTube nhưng mà chưa hiểu gì hết trơn á, chưa biết gì hết trơn, không biết sao nữa. Thế ngày mai em biết sao là có làm được bài tập không nữa. Dạ em làm được nhưng mà không biết quay. Không biết quay. Rồi đứng sát vào xíu chị đứng sát vào anh Khương xíu. Đúng rồi. Rồi 2 3. 2 3. Về bác ông xã làm, ông xã bắt đi học thì bác xã làm. Dạ dạ. Rồi Diễm. Ôi. Anh chưa nghĩ ra cái tên kênh cho Diễm nữa. Để về dọc đường anh nghĩ ra cho. Rồi, càng cố gắng nha. Để Diễm ở Đồng Hương Bến Tre nha bà con cô bác. Ở Ba Tri, Khương Dừa rồi ở Chợ Lách. Còn làm công việc thì giống như công việc của Phong Tôm. Còn anh Vân. Dạ 2S lận. Dạ anh Vân xài điện thoại. Dạ điện thoại Oppo. Đây. Này đều nướng đồ trắng đi mặc đi săn ma được. Rồi. Các kẹo uống xíu. Dạ cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh Vân. Dạ còn Đức. Em xài Samsung. Áo xài gì em? Dạ em đó L. Xin là này. Thôi bữa giờ hết áo anh nên tặng người con cái à. Rồi, chụp hình. Bà Linh bà chụp hình lạ vậy. Chụp gì mà đứng chụp qua cái chân vậy. Lấy chân làm tiền cảnh à. iPhone. Suy nghĩ tên anh cô nương. Thôi thầy suy nghĩ cho mình đi. Nữa. Thầy cho nó lấy cái hình. Xinh đẹp, cười lên 2 3. Ok. Rồi, cảm ơn em. Anh An. Dạ đang xài điện thoại. iPhone. Đây. Anh An ngày nào cũng tặng quà ăn vặt cho lớp với bà cô bác. Ảnh làm xí nghiệp, ảnh có bán thì mua, nếu mà vô xí nghiệp mà bạn nào thấy anh có bán ủng hộ ảnh nha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe, làm bài tốt nha, đổi bên. Đổi kiểu luôn anh. Rồi, cảm ơn anh An. Bữa nay là em nhớ tên hết lớp rồi đó. Dạ, mình còn ai không ạ? Của anh Ân có đặt thêm một cái iPhone. Dạ. Để của anh An hả? Dạ, anh Ân có muốn mua. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Không có đặt cái. Dạ, anh làm cái cây luôn không? Còn anh ấy không mua mic nhưng mà chắc mình vẫn có cái cây mà vậy. Có. Em có mic rồi. À đây nhưng mà anh Nhân là và gậy anh ơi. Đức. Còn ai nữa? Bạn là bạn Đức à, bạn là bạn Đức không xài mic hả? Có mic này hả? Này cầm. Chuẩn bị đi về. Rồi cảm ơn em. Còn ai nữa ta? À, còn mấy chị online hả? Còn mấy bạn online hả? Tuyền, Thảo, Nhiên. Dạ rồi, thôi lớp mình về ngủ ngon nha. Dạ nhờ mà nhớ mình làm bài tập nha. Có bài tập thì mới chỉnh sửa được chứ thôi là bữa sau là cô Thủy đây cô lấy Oppo. Không, của cô là Vivo mà. Có lộn không vậy? Để nó bữa sau sửa lại. Dạ vâng. Bà con bác đây Hưng mến, đây là cái khóa thứ 3 của Khương Dừa rồi. Khóa đầu tiên thì Khương Dừa chia sẻ các bạn anh chị là năm 2020 lúc đó Khương Dừa dạy trực tiếp. 2021 là Khương Dừa nói là tầm khoảng tháng 4 vậy đó. Lúc đó thì mới dịch mới bắt đầu à, cho nên là nhưng mà mọi người cũng không có tiện đi học cho nên lúc đó cũng vừa dạy online, lớp cũng khoảng 20-30 bạn vậy đó. Và đợt này là đợt thứ ba này thì Khương Dừa vừa kết hợp vừa online vừa trực tiếp luôn. Và lớp của mình khoảng có 10 mấy bạn à, do Khương Dừa báo cái lịch sắp xếp cái lịch gấp quá cho nhiều người không có đăng ký được. Và chắc sắp tới Khương Dừa cũng phải bây giờ có nhiều bạn họ muốn học quá trời luôn mà Khương Dừa giờ trễ quá đâu học được, cho nên chắc khoa tháng 9 hay tháng 10 thì Khương Dừa sẽ sắp xếp một cái lớp mới để Khương Dừa chia sẻ. Và cũng hy vọng là với cái kinh nghiệm của Khương Dừa sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm bắt được, rồi các bạn có thể làm một cái kênh về gia đình của mình để mình làm kỷ niệm. Và nếu mà may mắn được ông bà cô chú anh chị mà thấy mà thú vị, thấy mà thích đó, thì ông bà cô chú chị xem nhiều thì các bạn sẽ có được thêm một cái doanh thu thì cũng tốt cho các bạn. Dạ rồi Khương Dừa cảm ơn nha, chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.